bạn ơi, các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào, chào mừng anh em đã quay trở lại với San Siêu và đánh giá. Là mình đây, Phú Trần. Và đây là series Tech Q&A hỏi nhanh đáp gọn số thứ 22. Và đây là một vài câu hỏi nó liên quan đến tư vấn về một vài cái máy mà nó hợp lý với cái tầm tiền và với cái nhu cầu của các bạn. Ok, với cái câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Drone Boy. Anh ơi, em cần một con tầm 4-5 triệu, điện thoại Xiaomi nha anh. Phải là Xiaomi các bạn ạ, chứ không phải Realme. Sạc nhanh em dùng để chơi game và xài bình thường, và pin trâu một chút. Em cảm ơn anh, chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Em cảm ơn. Với một chiếc máy 4-5 triệu mà là Xiaomi nhá, thì mình sẽ có hai cái chiếc máy để bạn lựa chọn: máy cũ hoặc là máy mới. Với máy mới nhá, là Xiaomi Redmi Note 11 E Pro. Có lẽ đây là chiếc máy khi các bạn xem mình nhiều ấy thì không có gì mà ngạc nhiên cả. Xiaomi Redmi Note 11 E Pro là máy sách tay, cũng tầm khoảng 5 triệu đổ lại thôi. Nhu cầu của bạn là cần sạc nhanh, Redmi Note 11 E Pro có cái củ sạc Fast Charge 67W, đủ nhanh rồi nhá. Và cái dung lượng pin là 5000, đủ sức có thể giúp bạn sử dụng trong vòng một ngày với các tác vụ xem phim giải trí này, rồi là chơi game thoải mái nhá. Tại vì bạn không có nói là thường chơi game nặng hay là game nhẹ, nên là mình cũng không biết tư vấn nó hợp lý hay không. Với con chip Snapdragon 655G ở trên máy này thì các bạn hoàn toàn có thể chơi game vừa phải, kiểu Liên Quân, Free Fire. Đấy, còn kiểu là PUBG Mobile thì bạn có thể chơi được, nhưng mà ở mức đồ họa nói chung là cũng tạm tạm thôi. Đấy, còn để chơi ở mức gọi là hardcore thì không thể nào, đặc biệt Genshin thôi, bỏ qua nhá. Để phục vụ cho cái việc xem phim giải trí hàng ngày, rồi là bạn ra ngoài nắng sử dụng, thì không thể nào mà thiếu được cái tấm nền Super AMOLED 120Hz. Đặc biệt cái độ sáng tối đa nó lên đến 1200 nits, thì bạn không phải lăn tăn về cái vấn đề ra ngoài trời nắng, cái phông chữ hay là màu sắc các bạn không nhìn thấy được, bạn không phải flo nhá. Về cái cấu hình phần cứng camera trên máy này thì cực kỳ tuyệt vời, cảm biến chính là 108 chấm cơ mà. Nhưng mà xét về cái màu sắc tổng thể ở trên máy này thì mình không thích lắm đâu, nó vẫn mang đặc trưng của Xiaomi là hơi tối. Bạn chỉ chọn Redmi Note 11 E Pro trong trường bạn chơi game ít và chỉ chơi những tựa game vừa phải thôi thì chọn nhá. Còn trong trường bạn chơi game nhiều và chơi những tựa game nặng chẳng hạn thì có một chiếc máy cũ nha, là Xiaomi Redmi K30 Pro. Đây là chiếc máy ra mắt vào tầm khoảng tháng 4 2020. Đến thời điểm này nó cũng được hơn 2 năm tuổi rồi. Tất nhiên với những chiếc máy cũ như thế này, ở ngoài cửa hàng thì gần như là không còn bán nữa, mà bạn chỉ mua được ở một vài group ở trên Facebook thôi. Và mình có check mức giá anh em thường bán, nó rơi vào khoảng 4 triệu rưỡi đến 5 triệu so với máy cũ nhá. Nhưng bạn lưu ý là cần lựa chọn cho kỹ càng, nhiều khi kiểu máy cũ anh em không biết là nó có sửa chữa gì không, có thay thế linh kiện thế nào. Redmi K30 Pro viền là hợp kim này, mặt lưng trước sau đều là kính, và cái cảm giác cầm nắm thì nó vẫn là cái thiết kế của 2020 thôi, vẫn là bo cong, cảm giác cầm nắm thoải mái. Và có một cái điểm đặc biệt ở trên máy này nhá, là cái cụm camera là camera pop-up. Về kiểm chứng độ bền camera pop-up ở trên máy này thì mình thấy nó khá là ổn, chỉ là cái việc bụi các thứ vào hay là bị nước vào chẳng hạn, nhiều khi nó sẽ gặp vấn đề không được hay ho cho lắm thôi. Có một cái điểm mà mình khá tiếc ở trên máy này là vẫn sử dụng tần số quét 60Hz chứ không phải là 120Hz đâu, nên là bạn sẽ cần chấp nhận về cái khoản này. Cái thứ hai nữa, mặc dù tấm nền là Super AMOLED nhưng mà cái màu sắc nó được hiển thị lên nó không được rực như kiểu một vài máy trang bị tấm nền Super AMOLED khác. Chụp ảnh trên Redmi K30 Pro thì mình thấy nếu mà chụp điều kiện đủ sáng nhá thì cũng được, nhưng mà chụp thiếu sáng thì nó không được ổn cho lắm đâu. Cái thứ hai nữa, về loa thì máy này chỉ có một loa thôi chứ không phải loa kép giống Redmi Note 11 E Pro đâu. Pin cũng héo hơn, 4700 mAh, đi kèm với công suất sạc là 30W. Đó, nói chung là điều mà xét tổng thể các yếu tố nó ổn áp nhất nhá. Mà bạn chơi game vừa phải nữa thì Redmi Note 11 E Pro là sự chọn hợp lý hơn rất là nhiều. Cân nhắc nhá. Sang cái câu hỏi thứ hai đến từ bạn Tuấn Trịnh. Em có khoảng 6 triệu nên mua máy nào hiệu năng ngon, màn đẹp, pin trâu, sạc nhanh vậy anh? Máy mới. Ok, nếu bạn thích một cái màn vừa phải 6,43 inch thì chọn Realme GT Neo 2T. Còn thích cái màn hình nó lớn và trải nghiệm nó được đã hơn thì chọn Realme Q5 Pro. Đơn giản thế thôi. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Phú Võ. Thời điểm bây giờ có nên mua Xiaomi 11T Pro không anh? Em có nhu cầu làm máy chính và chơi Liên Quân. Ok, với Xiaomi 11T Pro mình nhớ cái mức giá cho cái phiên bản 12GB nhá, nó cũng rơi vào khoảng 11 triệu rưỡi á, tầm tầm đấy đúng không? Nếu như cái nhu cầu của bạn chỉ cần tìm một chiếc điện thoại làm máy chính này và chơi game Liên Quân thôi thì Xiaomi 11T Pro hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của bạn. Ở trong tầm giá khoảng 11 triệu rưỡi vẫn sẽ có hai cái ứng cử viên khác nữa là Samsung Galaxy S21 FE và iPhone 11.
Không biết bạn Phú đã từng sử dụng iPhone chưa? Nhưng trong trường hợp bạn đã dùng iPhone một thời gian rồi thì có thể cân nhắc mua iPhone 11 nhé. Nó đáp ứng được tất cả nhu cầu của bạn và nhỉnh hơn rất là nhiều mặt, về camera này, về hiệu năng này. Thiết kế thì tùy theo cảm nhận của từng bạn. Về màn hình thì iPhone 11 sử dụng tấm nền IPS LCD, nhưng mà cái tấm nền IPS LCD ở trên iPhone mình thấy nó được ngon hơn so với lại IPS LCD ở trên một vài cái máy Android nhá. Có chăng viền trên iPhone 11 nó dày hơn tương đối so với lại Xiaomi 11T Pro thôi. Dung lượng pin trên iPhone 11 là 3110 mAh, công suất sạc đi kèm là 18W. Mặc dù cái viên pin dung lượng nó nhỏ như thế thôi nhưng mà cực kỳ trâu. Nhớ nhá, bạn mua iPhone 11 nếu như đang sử dụng iPhone hoặc là muốn đổi số sang iPhone. Còn trong trường hợp bạn đang sử dụng một chiếc máy Android thì mua Xiaomi 11T Pro là hợp lý rồi. Có màn hình đẹp này, có chip Snapdragon 888. Hiệu năng mặc dù nó ổn đấy nhưng mà Snapdragon 888 ở trên máy này bị bóp hiệu năng. Bạn chơi Liên Quân thì không phải lo, vẫn chơi được. Chỉ là PUBG Mobile hay là Genshin Impact thì nó có vấn đề một tí thôi nhá. Về chụp ảnh, quay phim thì con này cũng được này. Pin cũng khỏe 5000 mAh, công suất sạc đi kèm là 120W, quá được rồi. Còn Samsung Galaxy S21 FE được cái nó nhỏ gọn đấy. Còn lại thì hiệu năng Exynos 2100 thì cũng không được ổn cho lắm đâu. Đấy, bạn đang dùng Android thì cứ sử dụng Xiaomi Redmi Note 11T Pro nhá, hợp lý rồi. Vừa rồi là một vài cái câu hỏi mình có trả lời các bạn. Ngoài ra thì anh em có câu hỏi nào thêm thì cứ để lại comment bên dưới nhá. Mình sẽ sắp xếp và trả lời dần cho các bạn thôi. Rất mong các bạn ủng hộ cho mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.